Chào các bạn, chia sẻ với các bạn một góc đam mê cây cảnh. Đây là cây sung gắng siêu, thường gọi là bạt phong hồi đầu, rất già nha các bạn. Cây về phần thân thì đã cơ bản định hình gần như là gần xong rồi, hôm nay mới cắt tỉa lại một chút nữa. Cây này có bộ rễ rất đẹp đấy các bạn, già cả rễ luôn đấy, cây vừa cắt xong. Đây là cây đẹn đấy các bạn, cây xương cá đấy. Cây xương cá. Làm cây theo phong cách nghệ thuật. Cây bạt phong. Mình còn cái phôi này, phôi Nam Điền nhé các bạn, phôi Nam Điền. Cây đang trong quá trình làm. Bây giờ chuyển sang cây si búp đỏ các bạn, si búp đỏ thân già dáng cổ, thân già dáng cổ các bạn nhìn bông này. Bông cây hoàn thiện đấy các bạn, cây hoàn thiện thân già này, các bạn thấy thân già rồi. Chia sẻ cùng với anh em đam mê một cây si búp đỏ. Đây chúng ta nhìn thấy bộ cành. Tại sao tôi vẫn để nguyên cái dáng này? Vì tôn trọng những người làm ra tác phẩm này, nên là chúng ta không phá làm nghệ thuật. Và qua tìm hiểu và anh em đến chơi thì cũng khuyên là nên để thế này. Và bản thân cũng để nguyên cái dáng cổ này chơi si mà, để này chơi cắt bông tỉa tay dăm. Theo các bạn thì có nên để thế này hay là chúng ta cắt đi để làm lại từ đầu, thì các bạn hãy comment phía dưới đóng góp ý kiến cho mình một cây si nhé. Rất già, già lắm các bạn. Cây già. Cái này nếu bạn nào thích thì Phương sẽ để lại cho chơi.
cây rất đẹp. Giờ để tìm được một cây si mà già đét đẹp đẹp này thì cũng khá hiếm. Tuy nhiên là rất nhiều mà những người thích chơi dáng cổ thì chúng ta sở hữu một cây này thì phù hợp. Sáng nay mình mới cắt lại bông, đảm bảo tầm khoảng một tuần tới nó bật lên nhìn búp đũa xịn, búp đũa nha các bạn nhé. Cho các bạn ngắm lại. Đây, phía bên trong này mặt rất đẹp đây các bạn, u cục già. Và mình cũng giới thiệu cho các bạn một tác phẩm xưa có bộ bệ rất quái. Đây các bạn, hoa sứa nhà nàng nha. Bộ bệ thân quái. Đây các bạn, tay sờ vào. Chơi hai mặt luôn, nhìn như một con thú. Nhìn một con thú luôn. Đây các bạn nhìn thấy giống một con thú ạ. Wow, hồng phấn các bạn nhé, hồng phấn. Bộ tay đã được cắt giật, đã được cắt giật rồi. Và tới đây nữa tôi sẽ tiếp tục cắt giật tiếp. Chơi hoa lứa này xong sẽ tiếp tục cắt giật. Hình quái thú. Vâng, Phương sẽ xin kết thúc video ở đây. Chào quý vị các bạn.